Website đào tạo Forex xin chào nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp của Trần Quốc Minh, chủ của trung tâm đào tạo Forex. Xin được chia sẻ đến nhà đầu tư những giá trị giao dịch thực tế trên thị trường bằng chính những tài khoản của bản thân tôi. Trong suốt thời gian nhiều năm qua của cả quá trình phát triển trên thị trường để nhà đầu tư có thể theo dõi, nhìn nhận và đánh giá được các giá trị thực tiễn này trên thị trường. Nhà đầu tư nên nhớ rằng khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, bản thân các bạn phải nhìn nhận, phải đánh giá và phải thấy được những giá trị thực tiễn này trên thị trường. Có như vậy thì bản thân các bạn mới hiểu để mà vận dụng vào trong thực tế. Và tài khoản này từ tuần trước, cuối tuần trước cho đến nay thì tôi có giao dịch ở trên thị trường thả một lệnh và từ tài khoản xuất phát từ 1.000 đô đến nay tài khoản đã chớm 3.000 đô trên thị trường. Vậy thì sau chỉ có 2 cho đến 3 hôm trên thị trường, những giá trị tôi chia sẻ trên thị trường nhà đầu tư có thể thấy rõ về những gì nhỉ? Kỹ năng giao dịch, về những cái giá trị vận dụng, áp dụng kiến thức vào trong thực tế, và nhà đầu tư có thể thấy rõ nhỉ? Những diễn biến trên thị trường tôi luôn luôn cập nhật để cho nhà đầu tư theo dõi và nhìn nhận về những giá trị thực tiễn này. Khi các bạn tham gia vào trong thị trường thì bản thân các bạn phải thấy rõ cái người đứng ra chia sẻ, họ phải vận dụng vào trong thực tế, họ phải chứng minh cho bản thân các bạn thấy rõ được những giá trị lợi nhuận của bản thân họ trên thị trường và những cái kỹ năng họ giao dịch vận dụng những cái kiến thức để vào trong thực tế như thế nào. Phải những cái điều này thì các bạn phải xem xét và phải đánh giá trong suốt cả một thời gian dài của cả quá trình phát triển. Có như vậy thì các bạn mới có thể tồn tại được ở trên cái thị trường giao dịch Forex này. Còn không thì bản thân các bạn sẽ không bao giờ có thể tồn tại được nổi trên thị trường giao dịch Forex. Tất cả những giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex chúng ta đều phải cần phải có thời gian để mà chúng ta hiểu và có thời gian để chúng ta có thể vận dụng vào trong thực tế. Để mà như vậy thì bản thân các bạn cần phải thấy được cái người thầy họ đứng ra chia sẻ, họ phải chứng minh cho ta bằng chính những giá trị giao dịch thực tế trong suốt thời gian nhiều tháng, nhiều năm ở trên thị trường, và phải bằng chính những tài khoản live của bản thân họ, chứ không phải chúng ta tham gia vào chúng ta chỉ nghe thấy chúng nó nói là nhỉ, bản thân chúng là gì nhỉ, top thế giới hay á quân thế giới thế này thế nọ trên thị trường, hoặc nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường giao dịch Forex. Đó là những giá trị lừa đảo trên cái thị trường giao dịch Forex này. Ở trên thị trường giao dịch Forex chỉ có một thứ giá trị duy nhất, đó là nhờ chứng minh năng lực giao dịch và bằng tài khoản giao dịch và liên tục liên tiếp trên thị trường để chúng ta nhìn nhận và đánh giá được. Mọi kiến thức giao dịch Forex, mọi phương pháp giao dịch Forex đều phải có cả quá trình để các bạn tìm hiểu, đều phải có cả quá trình để các bạn đánh giá. Các bạn nên nhớ rằng kiến thức và phương pháp đầy rẫy ở trên Google, các bạn có thể lên đấy các bạn kiếm. Nhưng người vận dụng được kiến thức đấy có được hay không thì các bạn thử lên đấy kiếm xem. Hay chỉ có một người duy nhất trên thị trường này, đó là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo Forex, đó là chính là bản thân tôi. Trong suốt thời gian nhiều năm qua của cả quá trình phát triển, tôi đã chứng minh cho nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị này trên thị trường. Đó, thì nhà đầu tư theo dõi thì với những cái kiến thức mà tôi vận dụng áp dụng vào trong thực tế, nhà đầu tư có thể thấy rõ. Và khi mà nhà đầu tư đến với cả website đào tạo Forex thì nhà đầu tư sẽ thấy được gì nhỉ, những cái giá trị mà bản thân chúng tôi chia sẻ cho nhà đầu tư bằng chính những tài khoản giao dịch của bản thân mình. Thì đây nhà đầu tư có thể thấy rõ được nhỉ, đây là sâu tài khoản, nhà đầu tư có thể vào đây mà bản thân chúng tôi sâu hết tài khoản cho bản thân nhà đầu tư, hướng dẫn nhà đầu tư xem tài khoản như thế nào để nhà đầu tư nhận biết được, tuyệt đối không được xem hình chụp hoặc là những giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex mà không phải không xác định được đó là tài khoản của ai. Và thì nhà đây chính là gì nhà mặt trái của trên thị trường, những cái mà ở trên thị trường này họ giấu nhà đầu tư đi. Tôi chia sẻ những cái góc khuất ở trên thị trường này cho nhà đầu tư nhìn nhận và đánh giá được. Ở đây là mục mà tôi hay live stream trực tiếp ở trên Facebook hoặc là YouTube, thì tôi sẽ lấy video về giống như đây tôi đang live stream. Và thì nhà tôi sẽ lấy video về và thì nhà tôi sẽ viết bài đây cho nhà đầu tư nhìn nhận và đánh giá được. Còn mục này là mục tìm hiểu về thị trường giao dịch Forex, tôi chia sẻ cho nhà đầu tư cũng giống như những học viên mới của bản thân tôi, họ nhìn vào đây họ hiểu rằng là cái con đường của họ đi chông gai thế nào đó. Và thì nhà đây là dịch vụ cứu lệnh, đây là những tài khoản mà bản thân tôi cứu và được phép của nhà đầu tư tôi mới được sâu lên lên đây. Nhà đầu tư có thể thấy rõ về những giá trị này trong suốt nhiều năm qua. Và mục này chính là gì nhà, mục của chia sẻ về những vấn nạn bọn bán robot trên thị trường lừa gạt nhà đầu tư. Rồi mục này là mục gì nhà, sàn Forex và gì nhà bọn IB nó lùa nhà đầu tư như thế nào và những người chưa có kịp hiểu về thị trường đã bị dính với cả bọn này như thế nào, nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được. Thì những giá trị mà tôi chia sẻ không phải là một hai bữa hoặc là một hai cái video, mà đó là sự liên tiếp trong thời gian nhiều năm qua của cả một quá trình phát triển của bản thân tôi và trung tâm đào tạo Forex trên thị trường cho nhà đầu tư theo dõi. Website đào tạo Forex và tôi là Trần Quốc Minh xin được trân trọng gửi đến nhà đầu tư lời cảm ơn và gì nhỉ? Chúc các bạn giao dịch thành công trên thị trường. Nhiều năm qua của cả một quá trình phát triển của bản thân tôi và trung tâm đào tạo Forex trên thị trường cho nhà đầu tư theo dõi. Website đào tạo Forex và tôi là Trần Quốc Minh xin được trân trọng.